Hai. Hai con. Dạ. Hai. How are you today? Yes, I'm fine. Okay, so sao con không bật camera lên thế vậy? Cha nên cô nhìn Khánh xem nào. Yeah. I can see you now. Okay. Okay. Nice to meet you again. Okay. So, what is the weather like? What is the weather like in your living place? Thời tiết ở chỗ con đang như thế nào? Như nào nhỉ? Thời tiết á. Ừ, có nóng không? Mát. Mát, mát tiếng Anh là gì con? Là cool, được chưa nào? Thì khi mà một ai đó hỏi con là thời tiết như thế nào mà con muốn nói là thời tiết mát thì con hãy nói là it's cool, được chưa nào? Đọc cho cô, it's cool. Ok. Trước khi học thì cô sẽ cho con xem một cái bài hát nhé. Ok. Và nói cho cô cái nội dung của video là gì con nhá. Video này rất là vui, được chưa? Nhưng mà con hãy nói cho cô là con học được gì từ video này. Con biết được những cái từ vựng nào nhá. Ok. Thấy chưa con? Dạ. Yeah. Ok, con nhìn thấy màn hình của cô chưa nhỉ? Dạ. Yeah. Thấy nhìn thấy màn hình của cô chưa? Dạ. Yeah. Ok, nào con xem nhá. Đây là action songs. Action là hành động, được chưa? Nào, bật can con. Bật can con. Hành động. Ok, nào mình xem nha. I'm so happy. Oh, so
that is the end of the song. So what do you think about this whole song? Có nghĩ gì về video này? Có hay không con? Hay. Okay. Thế video này nó nói về cái gì con? Và vui. Về vui hả? Ok. Yeah. Cái video này nó đã hướng dẫn con cách con tập thể dục đấy. Ok. Chúng ta có swing the arms, có nghĩa là con sẽ hình tròn này. Hay là chúng ta sẽ có shake the hip, có nghĩa là con lắc hông này. Đó, thì cái bài hát này nó đưa cho con những cái động tác để con tập thể dục mỗi ngày. Ok. Và cô sẽ gửi cho con video clip này và con sẽ về nhà con sẽ tập theo cái tập thể dục theo cái clip này nha. Ok. Được không? Ok. 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 Nào, đợi cô một chút, cô sẽ chia sẻ màn hình cho con. Khánh ơi, mình lại sắp làm bài kiểm tra nha con. Ok, so I will start screen. Can you see the screen? Can you see my screen? Con nhìn thấy cái video, cái màn hình của cô chưa? Có 30 giơ tay á hả con? À đúng rồi. Yeah. Okay, now we come to test, reading test. Mình đến với bài kiểm tra đọc nhá. Được chưa? Tương tự thì các bài kiểm tra đọc, bài đầu tiên nó sẽ là bài tick or cross. Được chưa? Con sẽ đánh dấu tick hoặc con sẽ đánh dấu cross. Được chưa nào? Thì chúng ta có 3 ví dụ ở đây. Ví dụ đầu tiên, this is a hand. This is a hand. Tick or cross. Có nhiều ví dụ tick, chính xác. Ví dụ số 2. This is an eye. Tick or cross. Trả lời cô. This is an eye. Tick or cross. Hả? Cross, đúng rồi. Nó phải là gì con? What is it? What is this? Lỗ tai. Tiếng Anh là gì? Ear. Đúng rồi, rất tốt, giỏi lắm. Nên mình đến question 1, câu hỏi số 1. This is hippo. Tick or cross? Tick or cross? The hippo. Tick, chính xác, rất giỏi. Đúng rồi. Tương tự như thế, con làm cho cô có câu 2, 3, 4 và 5 được không? Được. Ok, con làm màn hình luôn nhá. Làm đi con. Ok, cô chữa cho Khánh nha. Now, this is a bookcase. That's the toy. Rồi. This is a chicken, right? This is a chair. Yeah. So what is this? Question 4, what is this? Yeah. Trong câu hỏi số 4, cái này phải là cái gì con? It's a sofa. Sofa. Được chưa? It is a sofa. Okay. Question 5, this is plane. Yeah, exactly. Rất giỏi, con làm đúng hết rồi. 10 điểm. Ok, now mình đến với phần số 2. Phần số 2 là con sẽ nhìn tranh và điền yes or no. Ok, nào chúng ta có một bức tranh một cậu bé đang ngồi chơi với con ếch đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ xem ví dụ này. Example. Examples 1. The boy is wearing a hat. Yes or no? He's wearing a hat. Yes or no?
Yeah. Ok, chính xác, đúng rồi. Thì có nghĩa là gì hả con? Cậu bé này đang đội một cái mũ, được chưa? Hat là cái mũ thì đúng đúng không? Trong ảnh có một cậu bé đội một cái mũ đúng không? Chính xác. Đến câu số 2 này. There are four frogs in the water. Yes or no? There are four frogs in the water. Yes or no? Right? Yes or no? No. No. Có nghĩa là gì con? Có nghĩa là gì con? Hay. Có nghĩa là gì nhỉ? Có bốn con ếch ở dưới nước. Mà ở dưới nước thì chỉ có mấy con thôi? Hai. Ba chứ con. Có hai con đang bơi, có một con trên thuyền kìa. Đúng không? Thì là có ba con chứ, đúng không? Rất giỏi. Nào, tương tự như thế con làm cho cô bài tập số 2, phần 2. Con sẽ điền yes hoặc là no vào các câu từ 1 đến 5. Nó có đảo không cô? Hả? Nó có đảo không cô? Ờ, đọc gì cơ con? Nó có đảo không? Đọc gì con? Nó có đọc để cho con điền không? Không, con sẽ phải tự dịch và điền nhá. Ok. Bây giờ Khánh sẽ không được cô dịch nữa đâu. Con sẽ phải tự dịch và điền. Cô sẽ dạy con nhá. Được chưa? Được không Khánh? Được không con? Con trả lời cô. Ok, con làm đi. Từ 1 đến 5. Được chưa? Đừng sợ sai nhá. Con làm sai cũng được. Cô sẽ dạy con. Được chưa? Con làm đi. Ok, cô chưa cho Khánh nha. Câu số 1 con chưa làm hả? Cô chưa nha. The boy trousers are yellow. Nha, chúng ta có từ trousers. Con có biết trousers có nghĩa là gì không? Ok, Khánh đọc cho cô nha. Trousers. Trousers có nghĩa là quần, được chưa? Thế vậy quần của cậu bé này có phải màu vàng không? Có màu vàng không con? No. No, chính xác. Câu số 2. There is a duck next to the boy. Có nghĩa là có một con vịt bên cạnh cậu bé. Yes, chính xác, rất giỏi. Câu số 3. The boy is playing with a toy plane. Cậu bé đang chơi một cái trò chơi máy bay đúng không? Một cái đồ chơi máy bay. No, chính xác, rất tốt. In the boat. Có một con chim ở trên thuyền. No, chính xác, rất giỏi. Câu số 5. The boy's feet are in the water. Yes, đúng rồi, chính xác. Chân cậu bé thì ở dưới nước. Con làm tốt đấy chứ. Con làm rất tốt đấy Khánh. Ok. Nào, bây giờ Khánh hãy
đọc cho cô từ lại cái từ này nhá. Đó, từ trousers, đọc lại cho cô. Trousers. Ok. Ok, có nghĩa là quần, được chưa? Ghi vào vở cho cô. Con ghi vào vở đi. Chào con à. Ok, được rồi. À, tốt. Nào, hành tiếp nha. Dạ. Nào, con đã nhìn thấy bài tập số 3 chưa? Bài tập số 3 là mình sẽ sắp xếp các từ trong hộp tạo thành từ đúng. Được chưa? Các từ này này, được chưa? Từ đúng. Ví dụ, ở đây có hình ảnh con búp bê đúng không? Và có các chữ cái L, D, O và L. Đúng không? L, G, O, L. Được chưa? Thì con hãy phải sắp xếp các chữ cái này tạo thành từ đúng. Chúng ta ra từ door. Được chưa nào? Đọc cho cô nào. Door. Door. Okay. Tương tự như thế. Câu số 1, Khánh Điền là gì con? Câu số 1 Khánh Điền là gì con? Là chữ K đại trước. Đúng rồi. Đến chữ gì nữa? Hai. Đến chữ Y. Được chưa? Đến chữ Y đúng không? Y. Và đến chữ T, chữ E. K-I-T-E. Được chưa? Được chưa? Là hai. Là con diều. Được chưa? Tương tự như thế con làm cho cô câu 2, 3, 4, 5 được không con? Ok, con rất giỏi. Nào, con làm đi Khánh. Nhưng nó xóa mất một nửa cái hình của số Nam rồi cô ơi. Nó làm sao con? Nè, nó bị mất nè. Con không sao, nó chỉ có các chữ cái này thôi. Không sao, nó chỉ có các chữ cái này thôi. Nha, không phải lo. Ở đây, để cô viết lại. Con hãy sắp xếp các từ này cho cô. Chỗ này là từ C này, từ M này, từ E này, G này, R này, A. Và sắp xếp cho cô và các từ ở bên dưới nhá, không ghi gì đấy. Giờ nào con làm đi, khi nào làm xong con gọi có cô. Có hai chữ A hả cô? Đúng rồi, con làm đi nha. Chào cô ạ.
Ok, được rồi. Nào, tiếp nha. À, cô chưa con cho con nha. Câu 2, câu 3 con chưa làm mà Khánh? Chưa. Chưa, sai câu này không làm được thế. Nào, cô check nha. Câu 2 là từ bike, là cái xe đạp. Câu 3 là train, là tàu hỏa. Số 4 là Robert, chính xác. Số 5 là camera, chính xác. Ok, rất tốt. Nào, bây giờ con hãy ghi cái từ, hai từ mà con chưa biết nha. Trước hết con đọc cho cô đã. Bike. Bike. Tiếp theo, train. Train. Được chưa? Nào, bike là cái tàu, cái xe đạp. Còn train là cái tàu hỏa nha. Con ghi vào vở cho cô. Ghi vào vở cho cô. Chào con. Ok, mình đọc lại hai từ này nha. Bike. Bike. Train. Train. Ok, rất tốt. Nào, trước khi học tiếp thì con thoát ra vào lại giúp cô nha. Khánh thoát ra vào lại giúp cô nha. Sao? Ok. Sao con? Bởi vì là nó bây giờ học giúp nó bị thoát ra con ạ. Nếu không thì mình bị học thiếu 5 phút, được chưa? Con thoát ra vào lại giúp cô nha Khánh. Ok.